Hello, xin chào mọi người. Ủa, hôm nay mình có cái đơn rẻ lắm. Rẻ mà hay nữa. Rùi. Gì đâu. Cứ mỗi lần mình là ngồi mình giới thiệu là rùi nó bu, người nó dơ lắm sao. Nghe, nghe thử không? Tiếng đã. Đẹp không? Có chỉ cần luôn nè. Mà ghê không? Có chỉ cần luôn. Đó. Cái này là mặt full solid luôn. Đố anh chị là cây này bao nhiêu? Lưng và hông là mahogany. Cái khóa mới đẳng cấp nè, khóa mới xịn nè. Dưới nè. Đây, khóa đây. Đã luôn. Nó. Tiếng đã. Đã. Đây là thương hiệu của Trung Quốc à. Các bạn càng ghét mình càng giới thiệu. Nói chung là thương hiệu Trung Quốc là có những cái dòng đờn rất là chất lượng ha. Cái này là Oriental CG800S. Cây này là mình bán 6,5 triệu. Có ti chỉnh công cần nè à, có chỉ cần nè. Đó, lưng chỉ cần nè, thấy không? Một chỉ cần. Quá đẹp luôn. Bạn thấy cái cần đờn nó làm theo kiểu của dáng hồ sơ. Dáng hồ sơ đó. Đó, nhìn cái cần đờn này làm. Giỏi thật. Đúng. Trung Quốc họ giỏi. Làm đờn chất lượng. Có nhiều anh chị ghét thì chịu thôi à. Nhưng mà nó hay là nó hay thật. 6,5 triệu một cái đàn, quá rẻ. Hãy nói về cuộc đời. Để em hát thử à. Để em hát thử cái bài này. Bài khúc Thị Du à. Thử cho cái tiếng nó sao. Hãy nói về cuộc đời. Còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Thùy ơi và tình ơi. Thùy ơi nha. Thùy ơi chứ không phải Thủy ơi đâu. Ca ca Thủy ơi là vợ mình nha. Như loài chim bay ca trên cọc nhọn trăm năm, tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời. Thủy ơi và tình ơi. Bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời. Tình yêu như lúc
giờ về đâu. Trời ơi, âm nó cực kỳ hay luôn. Những cái âm nè các bạn biết không, thường là những anh những chị á đàn đờn là người ta kỵ nhất là cái dây ba đó, nhiều người là kỵ nhất là cái dây ba. Dây ba là nó hơi, nó là nó hay cái bị gọi là bị tù tiếng á đó. Nhưng mà nó tùy dòng đờn đó, cái đờn 6,5 triệu mà dây ba đã rõ ràng. Tiếng đã trong trẻo. Tình yêu theo gió mây trôi đã ý sầu nuôi xuống đời để giữ thần tiên. Em bước lên ngôi đã nghe son vàng tả tơi, chầm mình trong hương đốt hơi cay, mong tìm ra một sông này. Thấy tiếng nào đã không? Đời Trung Quốc á, thương hiệu Trung Quốc à, nó phải đùa đâu, quá đẹp luôn. Sáu triệu rưỡi thôi, quá rẻ. Hả? Các bạn nhìn lại một lần nữa, nó đẹp không cưỡng luôn nhỉ. Cần thẳng tắp luôn. Này đó nhạc trẻ được không? Cũng được ha. Vì nhau cầu dáng đông đinh, vì nhau cầu dáng đông đinh. Được. Chiều hôm nay mưa tan với hồng, em lừa ngơ ra trên sân trường. Rồi, kết thúc chương trình. Rồi ngày mai mình sẽ soạn bài hướng dẫn cho các bạn. Hôm nay tranh thủ review giới thiệu đàn đi. Rồi xin chào tạm biệt mọi người hen. Địa chỉ 556 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7. Số điện thoại 0936 239 138. Trung tâm âm nhạc Kimen. Bye bye.